Mình sẽ làm gì vậy? Rồi chứ mày lại về xem. Em buông câu nói chia tay, nhưng em mới là kẻ đáng thương. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì năm mới thì mình chúc mọi người có một cái Tết thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ bên gia đình và người thân, an khang thịnh vượng, ấm no hạnh phúc vui vẻ. Nói chung là chúc mọi người tất cả nha. Thì hôm nay thì mình khai xuân đầu năm, bắt đầu là mình quay clip đầu tay trong năm mới. Mình hôm nay thì mình khai xuân đầu năm bằng một cái màn trôi. Đô đe nhị nhị. Đó là mình trôi sàn vào lớp các bạn. Đó, sàn vào lớp nó vừa mới xuống thôi. Thì sẵn hôm nay thì mấy anh em có đến bên nhà mình thêm xuân á. Thì mình nhờ mấy anh em giúp mình trong cái màn trôi luôn. Đấy, thì bên cạnh đây thì mình có nhờ Ấm, Bên, và anh Hậu, Hậu Lý Sinh. Đấy, và thằng Mốt nữa. Tiểu này đâu má không? Má, nhăn đi đâu má không? Nhăn đi ỉa nữa rồi. Má đang mất rồi, sống còn giờ. Má đứng đây sợ đi rồi biết. Và nhăn Mốt nữa nha các bạn. Thì mọi người muốn biết mình coi thế nào thì theo hết, dõi hết clip này nha. Ok. Thì đây nè mọi người, thì hôm nay là mấy anh em đến nhà mình thăm xuân nè. Nói chung là rất vui, rất là hân hạnh luôn. Đấy. Vui vẻ đuôi. Vui vẻ đuôi. Sao nó mất rồi. Sao ơ. Anh Hậu xuống kêu anh dùm anh Hậu. Mấy anh em đang ngủ sao rồi anh Hậu? Tao đang ngủ. Nghe nhớ. Đồ nó ở chuồng rồi. Nó có đuôi chuột kìa. Đuôi chuột. Tôm mà đuôi chuột mày. Máy xấy. Xí chui vô ngồi cho vui luôn. Đấy. Hình bóng ai đó nhẹ nhàng dục qua nơi đây, quyến rũ ngây ngất loạn nhịp tim mê xa. Thì ai mấy anh em tới nhà chơi mà mày ấy nói mày tới xuân rồi. Không, sang ngồi đỡ đây, ngồi đỡ chút, chút xuân đi rượu rồi. Chúng là mình xin phép mấy anh em cho quay một clip thăm xuân nha. Thì đấy, hôm nay thì có mấy anh em tới nhà thì đấy, cái gì dùng đấy, mứt nổ bánh đây. Em xem là mấy hồi là em thấy nó nhiệt tình nhất á, mà chắc là nó mệt. Xem lũ mới nó ngơ. Anh đi lên về lại xuống bách đua đòi bạn bè. Bà lên nguyên con này vậy. Ai? Ai biết mày, nó nguyên hỏi tao. Thì nó bị chân là mấy ủi á. Mấy ủi? Mà hỏi nó chứ mấy đào mấy ủi thì tao biết rồi, ngầu có bách cứ ngầu đây em. Xem. Không, những cái đều là thấy là nó không ngơ đâu á. Mà mày nghĩ sao nó còn nhỏ mà nhiều cái đều thì thấy dung cái đều khắc. Em mày nói xúc phạm rồi. Anh em mày đi rồi. Đốt cho mẹ mày nậu. Em đang mắc quyền cái. Lâu lâu sang quay dùm mày. Gọi sang. Tao dùm to luôn. Đúng rồi, quay mấy hết mấy anh em luôn nha. Cậu nữa. Đấy thì đỡ mà sang đã nó uống được. Thì nói chung là mọi người hôm nay thì mắt em tới nhà mình tâm xuân. Thì mình rất là vinh hạnh, rất là vui luôn. Thì nói chung là mọi người một ly rượu tay không sang nó nhỏ đỡ cho mấy người uống gì à. Thôi giờ mà trước hết thì bà cụ nghĩ nó còn nhỏ thì anh em đánh về chơi thì mình có gì chúc mấy anh em thật nhiều sức khỏe nha. Xuân năm nay đến bao nhiêu câu chúc, chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc. Kêu là bạn sự nhí đúng mẹ đó thành công rồi. Nói chung là bình thường những điều tốt đẹp hết đến mọi người. Lên của em đâu? Đúng rồi luôn. Sao? Đây. Không thiếu nói với em. Đi đấy, cái gì luôn? Má đường nó ngọt, cây quá ngọt. Dạ. Bữa giờ mấy anh em làm ăn sao? Nhân rồi làm ăn sao em? Nói chung là cũng biết rồi. Que đứng là quay rồi cho đỡ anh hỏi thêm được. Học cái cách quay cho anh nó chuyên nghiệp lên. Rồi. Đồ sáng đồ lấy cho đầy đủ. Nên mới đầu mình phải học tập, hiểu không? Thế là giờ hỏi tới Nhân là quay rồi cậu với Nhân, hiểu không? Happy. Thế này nó mới là phải khắc khi là đúng không? Không phải là mình chỉ chứ, không phải là
đó cho luyện tập đó. Cái cách quay phim này tới cái cách gì nó cũng phải là ok hơn, hiểu không sao? Chứ không phải là le mấy gì đó hết. Thì ấy là giờ Nhân làm ăn sao rồi em? Nói chung là hôm nay thì em cũng đầu tư ok, đầu tư lĩnh vực nào cũng ngon lành hết. Ngon lành đấy, ổn lợi không? Đúng là ổn lợi. Nhìn em biết rồi chứ còn hối nữa. Ổn lợi thấy nhìn em biết rồi chứ còn hối nữa. Được rồi, đánh tay rồi. Đây, đây, đây là thấy đủ. Nói chung là từ ông bè thương. Đúng không? Anh nào làm ăn sao anh không? Anh ấy chủ giờ anh cũng làm ăn bình thường không? Bây giờ cái sóc cái sầm nào? Bây giờ cái sóc cái sầm nào? Của luôn của sao? Nó để nó bỏ đi nào cần đó. Đúng là bỏ là được luôn. Đúng không? À mình sao bạn? Nói chung thì năm nay thì mình làm ăn cũng không có được. Bây giờ ráng cố gắng năm sau mình làm. À, em sao nói trong này năm mới cố gắng. Bán lan hả? À. Bán lan mà đang sụp mẹ rồi. Cái lan nhà luôn. Mình làm giờ sập lan tụt biến rồi. Sang thì mình làm cái chuyện khác chứ mà cứ nghĩ vậy. Tự nhiên bán xi bán nhà. Cố gắng lên. Nắm cả năm này. Đâu? Kêu anh. Đừng không đổ mắt nó kêu nhảy nữa, đổ nhảy xuống luôn. Đã có những lúc ta ngồi nghĩ bao năm dọc ngang để được gì. Anh cầu em làm ăn sao á? Cứ cầu năm nay được ba xì được mà. Liên à? Không bao giờ. Em được lâu rồi. Cái đầu em nó có cái khóc đâu là em mà nói chung là nói chung một chút mới nè em, mà hôm nay mới có sự nghiệp đột phát triển hơn nha. Đi đủ ai vậy nè, nên là gọi mới là năm gọi đâu nợ ta. Alo sao bạn đầu là trời chứ mình ra liền nha bạn, đang mấy đứa đang thêm xương nhà mình á, là mình kéo qua liền á. Đâu đâu 5 phút nữa em. Làm lớn, có người gọi. Đó. Em tiếp được chưa? Anh... Nói chung thì anh cũng ổn bình thường em. Nói chung hy vọng em cái kênh mình đã được chỉ là tiến triển hơn nha mọi người. Được. Thì giờ thì dành. Nói chung thì anh cũng không phải là gì quá đâu. Thì nói chung là anh có đây là lập đầu đêm nha. Đập đầu đêm anh là xì nha, 2 sợi nha. Xì em luôn em. Mới thì xì mát em chứ. Để tạo. Từ mắt em bữa rậu. Anh là lúc anh mà lại xì. Rồi kính lẹ đất thọ chứ chưa. Ai xì luôn em, cảm ơn nha. Lấy tình nghĩa luôn, tới năm xuân rồi mà. Chủ nhiệm tiếp đãi rất là nhiệt tình mà còn lì xì nữa. Ủa xong lì xì cho anh. Đó là mình vui thôi nha. Vậy thôi, nói chung là lì xì đầu, lì xì trước tết rồi. Em thì cũng nói chung là cái lọc. Em làm ăn kinh doanh mà. Anh tặng em lọc thì em cũng gửi cho anh nha. Hê, đồ lại nữa. Lọc đồng năm gọi. Nói chung là anh em mình vui vẻ nha. Nói chung là anh không phải là giàu có gì hết. Hiểu không? Nói chung là anh em biết mà nói chung anh em mình tình nghĩa cho nó hết thôi. Đó, mình gửi lên xem cái lọc thì em gửi lại cái lọc vui vẻ. Bốn giờ không rồi. Đồ mấy cái gì à? Thấy mày lọc anh được luôn nha. Mình xì em 200. À rồi rồi, em cảm ơn anh mình. Anh thêm 50 đấy. Thêm 50 đấy. Rồi, em cảm ơn. Nói chung là lọc là anh muốn xì bao nhiêu lấy em làm món thành công vậy đó. Em cảm ơn anh. Lì xì anh. Tuyệt vời luôn anh em là. Có quay cái lại gọi là lấy cái lọc em cũng lì xì anh. Chúc anh một mới bình an, an khang thịnh vượng, vạn sự phát tài. Cho em lì xì lại anh tiếp. Ở đâu cái sưng mà đồ mày mày ham dữ mày Bình. Nên anh nghe tao thấy nó làm ảnh được nè. Đồ anh em nè. Đồ tao mình Tao đi này là sao cái tờ tiền này nó hơi lẹ vậy mày. Cái tờ tiền đó tao thấy nó hơi sai nha. Mà thôi cỡ Bình. Nói chung là mấy anh em vui vẻ vậy được rồi. Đầu năm mình kiếm cái lọc vậy. Sao giờ đồ mấy ấm. Đồ mấy cơ hội tới ấm ơn. Còn Sang chứ mày nhìn như vậy Sang. Mày đủ đánh bài sao mày làm giả mặt mày kiếm tiền vậy. Anh em vui vẻ được đâu, để nói chung mà em lì xì anh 9 chứ mà 8 sao nghe. Điên sao chứ mà lì xì gì khùng sao vậy? Lì xì đều muốn lì xì. Thôi 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 thôi, đừng có tào lao quá. Cảm ơn. Em đâu có tiền. Hả? Dành cho em nó gọi là đông đài nên là em cũng gọi là cái lọc nó cũng tình cảm chút. Yeah! Nhiều 2 củ ơi. Wow! Cái tay cảm ơn nữa đi. Happy birthday. Sao mày ngu thế hả?
Anh Hậu làm gì kìa, anh Hậu làm gì kìa, anh Hậu làm gì đó. Đi chào tao, 2 phút nữa còn chơi nữa. Trên trời kìa, trên Hậu làm gì vậy? Đồng năm vậy vui rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nói chung anh em muốn anh em ai cũng như nhân hết á, ai cũng phải làm ăn phát đạt trong năm nay, ai cũng phải làm ăn phát đạt như nhân. Mình phải thổ lỗi, mình cho nó mới cho lại mình, đúng rồi, mình cho đi nhận lại, cho lại mình cho là lúc nào cũng vậy, cho đi nhận lại hết. Tao nói chung là anh em đồng em với tao cũng lì xì nhiều đâu không vậy, đợi đâu cũng được đâu. Bỏ cho 200 được rồi, đưa anh đưa 5.000 lý gì vậy? À, thao giải vui đâu. Chúc là em cảm ơn. Vào ok. Em mới là anh khai mạc cuộc. Chuyện gì vậy mày? Nói chung là em mà điên ấy mày ấm. Nói chung là mày ấm mà đi tao lại mày ấm ơn. Cảm ơn em nha. Cuối em mừng cuối anh. Đâu đâu. Đồ mất. Thâu được rau ấm. Cái đó là gọi là cái học là một là thâu đừng có nhiều. Cái đó là thiệt ra là cái đó là tham mấy nhàng ấm, mình đừng có nên tham. Tham lam. Cái gì mà tham lam cái ấm ơn cái gì cái thằng nhân nó làm ăn được. Nó chứ là cũng đúng đâu. Cái cọp đâu? Cọp rồi nó ngủ nãy ám vô ngoài rồi. Thì rót nước đi. Mà anh biết đi rót nước đâu cho anh nhân nó uống nữa. Thôi chậm nha. Kiểu nó à, nói chung là vui vẻ anh em mình đầu năm lấy cái lọc vậy. Đổ mấy anh nhân này nè thiệt hả chứ. Đúng, nói chung là mình cho đi nhận lại nó. Nói chung là anh em vậy ăn vui. Vậy nói chung anh em ăn vui vẻ hết. Thế nào? Nhân mới cầm thêm răng nữa xe rồi thấy nè hết móm rồi. Chứ sao nhân nụ nó có tiền cái mày có tiền mà cầm cái mở lớp này. Coi thấy cái gì đây. Còn có tiền nữa không? Sao mày mất gì dữ mày? Còn có tiền nữa thì xe hả? Tiền nợ không rồi. Đúng ra nè. Đồ. Cái lâm nó sẽ uống. Cảm ơn em nha. Nói chung anh muốn lì xì em mấy cái lọc. Thì mà. Ừ. Nói chung là công rót nước nè. Dạ. Gọi là tiếp. À, cái đồ mấy thao nhân có đẳng cấp không? Sẽ ăn. Đi. Cô kiếm nhau mượn chiều đi. Hả? Cứ làm cho mượn chiều đi. Mà không có tiền hả? Có tiền còn như đây nữa. À mà còn nhiêu? Thì tao vô đưa. Mà còn nhiêu đưa tao coi thử. 1 triệu nè. 1.3 nè. 1.3. 1.3 mấy à? Cũng mấy bây giờ mà đòi mượn tao 1 triệu nữa mà đưa mà làm gì? Cậu chim có nghe cái câu mà có công rồi làm giàu không? Tại sao? Gọi là con trai mà mày biết làm giàu, đưa 2 triệu ông cho là 4 triệu. Tham lam. Đừng làm hú á sao? Hôm nay đứng ngoài hôm nay lên sẽ nói trăm ngàn thôi. Nó cho lại mà 200. Điên sao cậu? Cái đạn kiếm tiền là cái đạn này nè. Cái đạn làm giàu của con là cái đạn này. Cậu ngồi im đó, cậu quay phim để con. Thế mày đừng ham á. Tao không biết á, mày ham mày ráng chịu. Đủ mấy tao nãy giờ anh Nhân chia sẻ kinh nghiệm làm giàu cho mấy anh em ơi. Đúng không? Đúng không? Đủ Nhân thấy đủ đẳng cấp thiệt á. Anh Nhân. Ừ. Sao? Em mừng tụi anh 1.3. Em mừng tụi anh 1.3. Wow. Cô vô nha. Thiệt hay dở đấy. Hãy đừng lấy tiền tất đầu anh em mừng. Em nhỏ tiền bạc đâu có ở trên kia. Đúng rồi. Mày có tiền mà mình lì xì Nhân hiểu mày. Anh mới lấy xì 100.000 rồi vậy em mừng tủa lại. À tao nói lấy xì tao nhân lại mấy nhân. Đó là nó mừng. À gọi là cái lọc. Cái lọc đồng nem của em. Anh cảm ơn nha. Nhà kính lẹo đất họ. Đủ triệu bé. Sang anh đúng luôn rồi. Chưa. Anh nè anh. Còn đấy. Đồ. Em chưa thấy gì thằng em nhỏ túi nào mà lấy xì em. Đúng rồi. Có này. Đánh cấp. Nhiều sang nhiêu vậy? 1.300. 1.500. 1.300 thêm mấy chục mà. Để 1.400 nhiêu. 70, 80, 81.000. đánh cấp đúng không? Anh cảm ơn em nha. Chúc em năm mới. Anh em ơi, trao chàng rửa tay anh em ơi. Rồi rửa tay cho một thằng ngu. Dính. À anh em à, làm ly đấy, mừng xuân đấy. Đi vô để sẽ có đi ra rồi chứ. Bây giờ là quán nào? Hả? Đà Lạt. Đồ xem rồi anh em mình giờ đi lên kia. Bia kinh nguyên trai. Đi là đà lớn ghê. Trời lớn rồi. Anh lên cái làm con. Hay lên cái làm con ít dĩa tôm đồ gì á. Rồi là vui. Bây giờ mình đi chợ đi. Là nó đi luôn ấy. Đi luôn. Nó xuống em thôi biết. Thôi máy nhỏ giờ không có bữa sau em. Sang đi ra sau đi. Mấy anh nói lớn người lớn nói chuyện. Không sao đâu, đợi rượu nó cho luôn được, nó đi ăn đâu. Nó uống được đấy, nhớ bị rượu bị ép đấy mày. Ấy là giờ định anh em định đi lên đâu để lo nó lớn nha. Anh em mình làm bài lon lồi vui vẻ nha. Ờ mẹ mày nó xì nó xuống vậy vui vẻ nha. Ví dụ chào tiền giải thảo. Ví dụ gì mày có anh quên gì hả? Quên gì sao? Quên gì hả? Anh nhớ đi, lớn nhớ đi nói.
Đây là quán gì mà nói tự nhiên yêu anh? Đúng rồi nhà nó. Nói chung là năm mới, anh chúc lại là chúc em một năm mới có thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Lại đầu, ok, cảm ơn anh Giang ơi. Ủa sao nãy mà anh kêu một chút mà giờ anh chúc con kìa. Chúc hả? Mẹ anh gì mà ảnh lưu xì anh nhân lạ đó. Mẹ anh gì mà ảnh lưu xì anh nhân lạ đó. Đó. Xì đó. Anh lưu xì anh đâu má? Thì nãy nhắn lưu xì mà anh chị đó. Không, cái này xì anh ấm lưu xì anh ba lần, anh lưu xì anh ấm một loại ba lần mà. Để sao ta? Đâu ấm là bè lần một đứa một lần à? Ra đây là nãy nhân nó lì xì trước mà 100 rồi mà, cho nó lì xì trước mất mẹ. À, tôi nhớ này anh nhân lì xì, anh ấm lì xì trước anh nhân lì xì là anh ấm là cho anh lì xì lại thêm anh nhân nữa. Để xem thêm anh nhân hai triệu đó. Một lần à ông đậu ư? Đúng nào? Em nghĩ sang năm mới, em nghĩ anh em cái đầu em tìm mấy thằng Tây những cổ thiết như là đi nó cũng mua nghĩ sao. Để sao ý sao sao, giờ ý mà sao đây? Bạn nói tao không hiểu hả nó? Giờ mà tóm gọn vui. Anh nhân lì xì lại em đi. Nếu mà lấy em lì xì anh nhân lại 1 triệu bê, anh nhân phải lì xì em lại 3 triệu bê chứ. Còn chứ cái cái đó ai bắt buộc vậy? Cái đó là mấy anh ai cũng lèo hết mà. Thì cái đó là tùy cái làm của thằng nhân nó lì xì lại cho mày nghĩ vậy. Quá chứ mày cho đi mày đòi nhận lại vậy? Ừ. Sách, không có sách giáo khoa nào quy định giờ này anh xì gấp đâu hết á. Có đâu chuẩn bị em sản xuất thôi đi, thế là giờ đi không lấy cái lọc được rồi em, đừng có tham. giờ nhân sao giờ anh em mình đi nhậu nữa rồi mấy anh em mình tốt nhá. Thôi đi đây không, nói chung nè, nói chung là bây giờ nói chung sẵn tiện là lấy mình sang mới lì xì em. Chưa thấy một nhà em nào mời lì xì không sang đủ, tao thấy nó đỉnh cấp á. Tao lì xì mày 200 mà lì xì mày 8 triệu mấy luôn. Triệu mấy này đó thế sao? Nói chung là cái lọc lọc lớn đầu năm này em xung vô con bị góp là sao? Thế là góp 1 triệu mấy vậy? Góp hết luôn cái phần lọc đó, lọc cái lọc của hàng hàng xe đủ mấy nhân ở chơi đánh cắp này nhân chơi thiếu đâu nào thiếu đủ bao nhiêu mình anh em mình không mẹ anh nghĩ anh em mình uống ít tao anh em triệu là ăn là thoải mái rồi á. Triệu đâu vô tư đúng không? Vô tư rồi. Đây đây lì xì đâu bởi cho nãy đưa tao bạn 100 ngàn tao thấy rõ ràng mà giờ lì xì nữa mày. Anh lớn đừng có dỗi mà cho đầu năm thế anh cứ dỗi em. Vậy mà cầm đừng quỷ. Rồi anh em mình đi nhậu đây. Cậu dỗi gì em? Đi. Đây. In cái gì vậy? Anh có lì xì nổi. Thì có 100 ngàn ông nổi. Đấy là sang ý mày sao chứ mày bị điên hay sao vậy? Không vậy chạy tiếp mẹ mày. Không vậy chạy tiếp mẹ mày. Ủa chạy lộn được đâu. Đó lì xì cậu. Mày sang. Mày bị gì vậy? Giờ mày đòi lại mày. Ủa chạy đi mày đi. Ủa chứ mày thành sang mày bị điên hay? Điên nhau hả? Mày lì xì đâu mà đòi tiền lại mày. Vậy mày ăn rồi là đi đâu vậy? Anh chốt. Giờ mày đi không? Mày đi góp thêm ít nữa. Không sao. Nó chủ yếu đi ăn tàu. Đỡ anh. Thôi đi em đi. Không, anh đi đúng mấy nãy nó để lì xì tao thấy rõ ràng lì xì mày cái mày đi sao nó khó ư dữ vậy quay lại luôn này tự nhiên mày làm vậy mất mét đó nha sang nha sao anh cứ khinh nhiều anh yêu người biển có khinh người núi vậy nói em nói chung là em đã nói từ đầu là lì xì lấy lọc anh lì xì một lần á nãy ba lần em nhớ là ba lần mà cứ ông lì xì anh một lần anh chỉ lấy một lần nhưng mà ba lần sao ý sang sao giờ có ba lần hay sao nè cũng vậy à tự nhiên giờ nó thích nó lì xì mày cũng thích tao chứ không lì xì cái lọc mà mày đòi hỏi là sao mày em lì xì đâu anh cũng lì xì anh cũng chút sức này đủ em lì xì lại luôn danh luôn rồi đó giờ em còn đồng nào đâu thì lì xì thôi chứ giờ lì xì anh là chuyện của em chứ thì nó không cảm ơn mày đâu ví dụ vui vậy đâu đi nhậu được đâu chứ cần nữa thôi đi đi nhậu thì đi theo đi em anh em mình đi đấy thôi đi anh nói với anh này nó thiết anh là đầu năm một tháng hoa đừng lên vậy anh trẻ là xin cho em đi nãy đưa anh nhiều anh em coi có được không? Quả chứ nhìn sang sao nó làm tao thấy tao hơi dị mày nha anh sang nha. Im để con nói chuyện đi. Đấy là gì em muốn nhiêu? 1 triệu bê không được, anh trẻ lại 1 triệu bê không được, còn muốn đi đâu anh đi? Cái tiền là em tiêu mẹ em chơi. Ủa chứ mày lì xì người ta mày đòi làm mày? Đầu năm em làm trẻ, đầu năm được tháng rồi cho lẻ kì á. Đi, coi như nhân là tao thấy nó đỉnh cấp nhất á. Đủ nó lì xì nó cho mấy tè mấy triệu mà mấy. Đúng không? Anh lì xì là anh không biết nhưng mà là cái lọc mà mày trẻ đây anh em đi trẻ đây anh mày quá mình đi đây đây đưa ông đi đây anh bôi xe lại anh đây anh em mình lên đi lớn rồi trời đây anh nậu lên xe chở sang đi luôn anh không sang đi không không lọc lé đầu năm đây vỡ nát trái tim mình bao đau thương chẳng ai chữa lành con yêu cũng không thành đôi nên em lựa chọn xa cách.
Để làm gì vậy? Ở trên lại về chứ. Phòng của người anh yêu, anh đã lấy nhưng chẳng hứa gì. Em buông câu nói chia tay, nhưng em mới là kẻ đáng thương. Để làm gì vậy? Đi vô tao chở mày đi, đi lên lên lớn nhậu. Đi lên đi nhậu chứ mày làm gì vậy? Đụng mày miệng, mày làm tao dị vô mày sao? Chứ mày bị như vậy? Hồi nãy con chim kêu ổng lấy xe bỏ 1 triệu bê, ổng lấy xe là 2 triệu đó. Rồi chứ tao nói này vậy, tao nói là nãy giờ tao thấy mấy người, tao nói nhân làm nó được. Tụi tao lì xì như nó lì xì lại mà tự nhiên không không giờ mày. Chim nhớ còn chim để không? Tao kêu mày lì xì nó 100 ngàn mày ham muốn dữ vậy. Cái ý định mày, ý mày, ý gì mà mày lì xì nó dữ vậy? Thì có công làm giàu đó nè, thấy anh ấm nó mất 1 triệu đây lì xì ảnh, ảnh lì xì 2 triệu đó. Con mất hết nó lì xì đó. Còn chim thấy không? Chim mà chim gọi mà anh nhân con xíu chim ơi. Ê gọi sao? Tự nhiên gọi kêu giờ chạy, anh em đi nhậu rồi lên kia chứ. Kêu chạy thiên hà giùm con á, coi nãy nãy con hứa con má con là tối con dặn con đi ăn cái kiểu đi ăn buffet rồi cái kiểu rồi giờ con đi đâu nữa mới đi ăn. Ôi mày ngu mày chết mẹ mày đi thì mày kêu cái gì? Rồi chứ tự nhiên cái tiền mà dặn đi mày tự nhiên mày cha mày lì xì nhân chi? Nó cái ép mày không? Chứ tự nhiên không không nãy mày mày đem tao kêu mày lì xì nó trăm đồng. Mày đem gì mày đem hết tiền mày mày đưa nó. Ý sao? Mày không thấy vậy đó con mới lì xì rỉ thôi chứ sao con chim gọi anh nhân giùm con xíu được hả? Thế này mày nghĩ là mày xì 1 triệu bê là nó lì xì mày 2 triệu 6 ngàn? Đúng rồi. Sao cái con người cái đó là cái tính mày là cái tính phiểm á nhân mày sao? Mà cái đó là sao tao thiệt mày không làm mày rồi cái anh đầu tiền đâu tự tự rất xuống ngon hả mày? Hả? Nó cũng làm cũng lao động đồ nó mới kiếm được tiền chứ đâu mà không công đồ mày đưa nó 1 triệu nó đưa mày là 2 triệu đâu dở dàng như vậy. Mấy hôm mẹ mượn con chim 1 triệu đưa ông nó ôm đồ chim nữa rồi. Thế sao? Tự nhiên tao nói mày đưa 180 hiếu mày sao mà đưa nó hết vậy? Tao nói mày cái tính điểm nó bỏ rồi nha. Mày đừng có dung phúc đấy nha. Mày phúc lại rồi giờ tao mày nữa. Thôi đi, đi lên kia ăn. Đi. Thôi còn chim đi luôn đi, còn chim. Giờ đang ăn chiều mấy đi của con mà. Để giờ không ăn luôn, lại là mất luôn. Giờ là ăn dịch chút, đừng chứ đụng cái tiền đó, tiền của mày với tiền ai. Mấy cái tiền đó mày không? 1 triệu mấy là tiền của mày. Giờ mà làm ráng ăn lại, đụng cho nó có dấu rồi. Coi như mày dẫn anh em bữa chứ gì đâu. Thay vì mày dẫn gái thì mày dẫn anh em. Không, giờ còn chung là giờ còn nuốt không nổi, đồ ăn nuốt không nổi. Thế giờ không, còn đây còn kìm đi đây. Thấy giờ mày giới, giờ mà thấy mày sai vậy. Hả? Giờ trong đây mày đang nghĩ gì? Nghĩ lấy tiền ra tối đi chơi với con bồ. Mẹ mày giải mày đem cái tiền đi lì xì. Tao tối nay mày bị kiều gì mà đã ghê chứ lắm chứ. Trả giờ đi không? Nói trong tối lại đi không? Còn không đi đâu. Còn đi đâu? Đi đâu? Đi vô ngồi. Để tao đi nha. Ngu rồi chết cho bệnh tật gì. Để tao đi nha. Không đi không? Không đi không? Ờ. Thì đồng chắc phải ngơ ngu ngốc. Làm làm bị em đúng thật. Đúng là phải ấm mơ cầu. Chứ phải mà không làm mà đồ cái anh. Anh gì? Anh cái là bùi. Anh cướp. Mà anh cướp mẹ đi mở lớp à. Oh.